Từ ngày 28 tháng 7 năm 2019, VinFast sẽ bàn giao lô 200 xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 đầu tiên cho khách hàng tại nhà máy VinFast thuộc khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng. Như vậy, sau 21 tháng triển khai quyết liệt, VinFast đã đưa Lux A2.0 và Lux SA2.0 từ các mẫu phác thảo sơ bộ trở thành những lô xe thương mại và sẵn sàng tiến ra thị trường. Lần đầu tiên tại Việt Nam, người mua xe sẽ được tận mục sở thị dây chuyền sản xuất, đồng thời sẽ có những hoạt động ghi dấu cá nhân lên chiếc xe của mình theo cách chưa từng có tại Việt Nam. Ngay sau khi bàn giao lô 200 xe Lux 2.0 và Lux SA2.0 đầu tiên cho khách hàng, VinFast sẽ trưng bày và tổ chức các chương trình lái thử, trải nghiệm xe Lux tại hệ thống đại lý ủy quyền và showroom VinFast trên toàn quốc. VinFast Lux 2.0 là dòng xe đầu tiên đặt nền tảng cho thương hiệu VinFast với sự hợp tác đến từ các tên tuổi hàng đầu thế giới của ngành công nghiệp ô tô như Pininfarina, BMW hay là Magna City. Trong đó, VinFast Lux A2.0 là mẫu sedan 5 chỗ, động cơ i4 DOHC 2.0 lít, công suất tối đa 174 mã lực, mô hình xoắn cực đại 300 Nm ở bản tiêu chuẩn và 228 mã lực, mô hình xoắn cực đại 350 Nm ở bản cao cấp. Còn VinFast Lux SA2.0 là mẫu SUV 7 chỗ, động cơ 228 mã lực, mô hình xoắn cực đại 350 Nm. Cả hai đều đi kèm một số ZF tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu đối với Lux SA2.0, hệ thống treo trước sau độc lập. Đặc biệt, dòng Lux 2.0 của VinFast được trang bị 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật. Bên cạnh động cơ mạnh mẽ và các tính năng an toàn tiên tiến, hai mẫu Lux 2.0 còn nổi bật bởi thiết kế nội ngoại thất sang trọng và hiện đại. Cả hai đều được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, la răng hợp kim nhôm cỡ lớn, nội thất bọc da cao cấp, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập và hệ thống giải trí hiện đại tiện nghi. Khách hàng cũng có thể chủ động cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích của mình với nhiều tùy chọn đa dạng bên cạnh hai phiên bản có sẵn là tiêu chuẩn và cao cấp. Trước đó, VinFast cũng công bố đoạn video thử nghiệm va chạm bộ đôi Lux tại châu Âu. Hai mẫu xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã trải qua các bài test đâm trực diện và đâm ngang hông ở vận tốc 50 km/h và 64 km/h. Kết quả cho thấy hai mẫu xe VinFast đã vượt qua các bài test này và nhận được đánh giá tốt ở các hạng mục liên quan đến độ an toàn của xe như độ cứng và độ biến dạng của thân vỏ, các phần cạnh sắc nhọn trên thân vỏ sau va chạm, các chức năng, tính năng của xe sau va chạm, vị trí và tốc độ của túi khí khi nổ, khả năng bảo vệ hành khách. Và trên đây là những thông tin nóng hổi và thú vị về bộ đôi xe VinFast Lux. Các bạn đừng quên rung chuông cũng như đăng ký kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật video mới nhất về trải nghiệm xe VinFast Lux.